Với bức tranh bầy cừu gặm cỏ lưng đồi, họa sĩ Duy Khánh phác họa trái ngược hoàn toàn với kiến trúc khắc kỷ, tiền cảnh bị chi phối bởi chuyển động yên tĩnh của đàn gia súc đang gặm cỏ. Những chú cừu được sơn màu trắng xám nhẹ nhàng, điểm xuyết trên cánh đồng xanh rộng lớn giúp lôi kéo ánh mắt của người xem đến điểm trọng tâm của bầy cừu. Màu xanh êm dịu của những cánh đồng tươi tốt tạo ra sự yên ả, bổ sung cho nhịp điệu yên tĩnh của đàn cừu đang gặm cỏ. Trên tất cả, hơi ấm vàng của mặt trời tĩnh lặng tạo ra những điểm sáng nhẹ nhàng trên đàn cừu và cánh đồng, tạo nên sự hài hòa, uyển chuyển từ tông màu sáng sang đậm, tạo cảm giác chân thật từ ánh nắng chiếu rọi trên đỉnh chan hoa, trải dài xuống gốc lưng góp phần làm tăng vẻ đẹp đồng quê trong lành ở Siena của đất nước Ý. Một cảnh có thể mang đến cho người xem cảm giác hoài niệm về một cuộc sống đơn giản, nhịp độ chậm hơn và đánh giá cao vẻ đẹp tinh tế của thiên nhiên, lịch sử và sự yên bình được kết hợp một cách nghệ thuật.